biết được chuyện này, Dylan đã tự ý làm trái lại quy định trong thời gian tạm tha không được rời khỏi nơi quản thúc của địa phương, rồi bay đến thành phố chỗ Rebecca, đồng thời hướng dẫn Rebecca tránh camera từ xa, rồi ném viên thuốc an thần đi. Sau khi xuống máy bay, không ai muốn chở một phạm nhân tạm tha. Trong lúc cấp bách, Dylan cướp một chiếc xe taxi. Rebecca chỉ đường cho Dylan thông qua chia sẻ thị giác, còn Dylan chỉ nhìn khóa cửa một cái, liền có thể dạy Rebecca phá khóa thành công. Dưới sự cổ vũ của Dylan, Rebecca lẻn ra khỏi phòng bệnh, rồi qua mặt bác sĩ chính của mình, còn tiện tay lấy một chiếc áo khoác, che đi chiếc áo bệnh nhân vô cùng dễ nhận kia. Khi Rebecca đến sảnh, cô không ngờ chồng mình cũng đang ở đây. Cô nhất định phải lẻn qua anh ta mới được. Này, em định đi làm gì hả? Dylan cũng đã đến được gần bệnh viện, nhưng cảnh sát cũng đã đuổi đến, anh chỉ còn cách bỏ xe lại và chạy. Lúc này bỗng nhiên có một tiếng còi gần đó, hai người không ai bảo ai liền chạy về phía con tàu. Trong giây phút ấy, hai người cùng lúc có thể nghe được tiếng tim mình đang đập loạn xạ. Cuối cùng cách đường dây dài vô tận, hai người họ lần đầu được gặp nhau. Dylan chỉ vào một khoang tàu, rồi kêu Rebecca nhảy lên đó. Trong bộ phim đầy ly kỳ và hấp dẫn này, nam chính và nữ chính phút cuối mới được gặp nhau, và theo những kinh nghiệm về phim từ năm 10 tuổi của tôi, thì tiếp theo là họ sẽ cùng trốn chạy và hạnh phúc bên nhau. Có người nói rằng, nội dung phim cũng giống như là dùng tai nghe Bluetooth để gọi điện thoại cho nhau vậy. Nhưng ý tưởng về Bluetooth lần đầu được đề cập là vào năm 1995, nhưng kịch bản bộ phim này lại được hoàn thành vào năm 1992. Người ta nói, con người sinh ra trong cô độc nên không thể nào hiểu rõ về nhau, cho nên cái gọi là thần giao cách cảm chỉ là để an ủi. Chắc chắn bạn cũng từng trải qua những lúc như thế này. Khi bạn vô cùng buồn bã đau khổ, bất luận bạn dùng từ ngữ gì để miêu tả, cũng không thể nói hết tâm trạng khi đó của mình. Cho nên chúng ta vẫn luôn luôn tìm kiếm một người có thể hiểu được mình trong biển người kia. Cho dù không được như trong phim này, thì ít nhất cũng khiến thế giới của chúng ta bớt cô đơn. Biết được chuyện này, Dylan đã tự ý làm trái lại quy định trong thời gian tạm tha không được rời khỏi nơi quản thúc của địa phương, rồi bay đến thành phố chỗ Rebecca, đồng thời hướng dẫn Rebecca tránh camera từ xa, rồi ném viên thuốc an thần đi. Sau khi xuống máy bay, không ai muốn chở một phạm nhân tạm tha. Trong lúc cấp bách, Dylan cướp một chiếc xe taxi. Rebecca chỉ đường cho Dylan thông qua chia sẻ thị giác, còn Dylan chỉ nhìn khóa cửa một cái, liền có thể dạy Rebecca phá khóa thành công. Dưới sự cổ vũ của Dylan, Rebecca lẻn ra khỏi phòng bệnh, rồi qua mặt bác sĩ chính của mình, còn tiện tay lấy một chiếc áo khoác, che đi chiếc áo bệnh nhân vô cùng dễ nhận kia. Khi Rebecca đến sảnh, cô không ngờ chồng mình cũng đang ở đây. Cô nhất định phải lẻn qua anh ta mới được. Này, em định đi làm gì hả? Dylan cũng đã đến được gần bệnh viện, nhưng cảnh sát cũng đã đuổi đến, anh chỉ còn cách bỏ xe lại và chạy. Lúc này bỗng nhiên có một tiếng còi gần đó, hai người không ai bảo ai liền chạy về phía con tàu. Trong giây phút ấy, hai người cùng lúc có thể nghe được tiếng tim mình đang đập loạn xạ. Cuối cùng cách đường dây dài vô tận, hai người họ lần đầu được gặp nhau. Dylan chỉ vào một khoang tàu, rồi kêu Rebecca nhảy lên đó. Trong bộ phim đầy ly kỳ và hấp dẫn này, nam chính và nữ chính phút cuối mới được gặp nhau, và theo những kinh nghiệm về phim từ năm 10 tuổi của tôi, thì tiếp theo là họ sẽ cùng trốn chạy và hạnh phúc bên nhau. Có người nói rằng, nội dung phim cũng giống như là dùng tai nghe Bluetooth để gọi điện thoại cho nhau vậy. Nhưng ý tưởng về Bluetooth lần đầu được đề cập là vào năm 1995, nhưng kịch bản bộ phim này lại được hoàn thành vào năm 1992. Người ta nói, con người sinh ra trong cô độc nên không thể nào hiểu rõ về nhau, cho nên cái gọi là thần giao cách cảm chỉ là để an ủi. Chắc chắn bạn cũng từng trải qua những lúc như thế này. Khi bạn vô cùng buồn bã đau khổ, bất luận bạn dùng từ ngữ gì để miêu tả, cũng không thể nói hết tâm trạng khi đó của mình. Cho nên chúng ta vẫn luôn luôn tìm kiếm một người có thể hiểu được mình trong biển người kia. Cho dù không được như trong phim này, thì ít nhất cũng khiến thế giới của chúng ta bớt cô đơn. Biết được chuyện này, Dylan đã tự ý làm trái lại quy định trong thời gian tạm tha không được rời khỏi nơi quản thúc của địa phương, rồi bay đến thành phố chỗ Rebecca, đồng thời hướng dẫn Rebecca tránh camera từ xa, rồi ném viên thuốc an thần đi. Sau khi xuống máy bay, không ai muốn chở một phạm nhân tạm tha. Trong lúc cấp bách, Dylan cướp một chiếc xe taxi. Rebecca chỉ đường cho Dylan thông qua chia sẻ thị giác, còn Dylan chỉ nhìn khóa cửa một cái, liền có thể dạy Rebecca phá khóa thành công. Dưới sự cổ vũ của Dylan, Rebecca lẻn ra khỏi phòng bệnh, rồi qua mặt bác sĩ chính của mình, còn tiện tay lấy một chiếc áo khoác, che đi chiếc áo bệnh nhân vô cùng dễ nhận kia. Khi Rebecca đến sảnh, cô không ngờ chồng mình cũng đang ở đây. Cô nhất định phải lẻn qua anh ta mới được. Này, em định đi làm gì hả? Dylan cũng đã đến được gần bệnh viện, nhưng cảnh sát cũng đã đuổi đến, anh chỉ còn cách bỏ xe lại và chạy. Lúc này bỗng nhiên có một tiếng còi gần đó, hai người không ai bảo ai liền chạy về phía con tàu. Trong giây phút ấy, hai người cùng lúc có thể nghe được tiếng tim mình đang đập loạn xạ. Cuối cùng cách đường dây dài vô tận,
hai người họ lần đầu được gặp nhau, Dylan chỉ vào một khoang tàu, rồi kêu Rebecca nhảy lên đó. Trong bộ phim đầy ly kỳ và hấp dẫn này, nam chính và nữ chính phút cuối mới được gặp nhau, và theo những kinh nghiệm về phim từ năm 10 tuổi của tôi, thì tiếp theo là họ sẽ cùng trốn chạy và hạnh phúc bên nhau. Có người nói rằng, nội dung phim cũng giống như là dùng tai nghe Bluetooth để gọi điện thoại cho nhau vậy. Nhưng ý tưởng về Bluetooth lần đầu được đề cập là vào năm 1995, nhưng kịch bản bộ phim này lại được hoàn thành vào năm 1992. Người ta nói, con người sinh ra trong cô độc nên không thể nào hiểu rõ về nhau, cho nên cái gọi là thần giao cách cảm chỉ là để an ủi. Chắc chắn bạn cũng từng trải qua những lúc như thế này. Khi bạn vô cùng buồn bã đau khổ, bất luận bạn dùng từ ngữ gì để miêu tả, cũng không thể nói hết tâm trạng khi đó của mình. Cho nên chúng ta vẫn luôn luôn tìm kiếm một người có thể hiểu được mình trong biển người kia. Cho dù không được như trong phim này, thì ít nhất cũng khiến thế giới của chúng ta bớt cô đơn. Biết được chuyện này, Dylan đã tự ý làm trái lại quy định trong thời gian tạm tha không được rời khỏi nơi quản thúc của địa phương, rồi bay đến thành phố chỗ Rebecca, đồng thời hướng dẫn Rebecca tránh camera từ xa, rồi ném viên thuốc an thần đi. Sau khi xuống máy bay, không ai muốn chở một phạm nhân tạm tha. Trong lúc cấp bách, Dylan cướp một chiếc xe taxi. Rebecca chỉ đường cho Dylan thông qua chia sẻ thị giác, còn Dylan chỉ nhìn khóa cửa một cái, liền có thể dạy Rebecca phá khóa thành công. Dưới sự cổ vũ của Dylan, Rebecca lẻn ra khỏi phòng bệnh, rồi qua mặt bác sĩ chính của mình, còn tiện tay lấy một chiếc áo khoác, che đi chiếc áo bệnh nhân vô cùng dễ nhận kia. Khi Rebecca đến sảnh, cô không ngờ chồng mình cũng đang ở đây. Cô nhất định phải lẻn qua anh ta mới được. Này, em định đi làm gì hả? Dylan cũng đã đến được gần bệnh viện, nhưng cảnh sát cũng đã đuổi đến, anh chỉ còn cách bỏ xe lại và chạy. Lúc này bỗng nhiên có một tiếng còi gần đó, hai người không ai bảo ai liền chạy về phía con tàu. Trong giây phút ấy, hai người cùng lúc có thể nghe được tiếng tim mình đang đập loạn xạ. Cuối cùng cách đường dây dài vô tận, hai người họ lần đầu được gặp nhau, Dylan chỉ vào một khoang tàu, rồi kêu Rebecca nhảy lên đó. Trong bộ phim đầy ly kỳ và hấp dẫn này, nam chính và nữ chính phút cuối mới được gặp nhau, và theo những kinh nghiệm về phim từ năm 10 tuổi của tôi, thì tiếp theo là họ sẽ cùng trốn chạy và hạnh phúc bên nhau. Có người nói rằng, nội dung phim cũng giống như là dùng tai nghe Bluetooth để gọi điện thoại cho nhau vậy. Nhưng ý tưởng về Bluetooth lần đầu được đề cập là vào năm 1995, nhưng kịch bản bộ phim này lại được hoàn thành vào năm 1992. Người ta nói, con người sinh ra trong cô độc nên không thể nào hiểu rõ về nhau, cho nên cái gọi là thần giao cách cảm chỉ là để an ủi. Chắc chắn bạn cũng từng trải qua những lúc như thế này. Khi bạn vô cùng buồn bã đau khổ, bất luận bạn dùng từ ngữ gì để miêu tả, cũng không thể nói hết tâm trạng khi đó của mình. Cho nên chúng ta vẫn luôn luôn tìm kiếm một người có thể hiểu được mình trong biển người kia. Cho dù không được như trong phim này, thì ít nhất cũng khiến thế giới của chúng ta bớt cô đơn.